Sau khi Lưu Bang thống nhất được thiên hạ, đại công thần số một hàn tín liền bị giết. Các công thần khác cũng không tránh khỏi kết cục thảm khốc. Trương Lương cũng không ít lần bị hán cao tổ nghi ngờ, dò xét. Ông cùng với hàn tín, tiêu hà được người đời xưng tụng là hán xưa tam kiệt, đóng vai trò quan trọng giúp Lưu Bang đánh đổ nhà tần và thắng hạng vũ trong chiến tranh hán sở sáng lập ra nhà hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông thường được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc đứng thứ ba sau Tôn Vũ. Tôn Tẫn và đứng trên các bậc quân sư kiệt xuất khác như Gia Cát Lượng, Lưu Ba Ôn. Vì thế, hậu nhân hay gọi ông là Mưu Thánh. Thỏ khôn hết, chó săn bị mổ, chim bay cao hết, cung tốt bị vứt xó, nước địch phá xong, Mưu Thần bị giết. Đây là câu nói nổi tiếng thời Xuân Thu. Khi Phạm Lãi khuyên Văn Trùng từ bỏ tước vị để tránh khỏi bị Việt Vương câu tiễn giết hại, Văn Trùng không nghe theo về sau quả nhiên bị giết còn phạm lãi bỏ trốn và sống cuộc đời ẩn giật vui thú hán đế lưu bang sau khi chiến thắng hạng vũ ông đã thanh trừ rất nhiều công thần có công lập quốc người đầu tiên phải kể đến là chiến thần hàn tín hàn tín là một danh tướng bách chiến bách thắng nổi tiếng bậc nhất lịch sử trung hoa ông được lưu bang ca ngợi là nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng tiến công là nhất định lấy hàn tín là đại công thần số một của nhà hán ông là đại nguyên soái nắm trong tay quân đội, lập nhiều chiến công hiển hách giúp cho Lưu Bang thống nhất thiên hạ. Do công cao át chủ, Hàn Tín bị Lưu Bang nghi kỵ rồi bị vu oan là phản tặc, bị chu di tam tộc. Sau Hàn Tín, đến lượt những công thần khác của Lưu Bang là Bành Việt, anh bố cũng không thoát khỏi cái chết tương tự. Bành Việt là người có công rất lớn đối với Lưu Bang. Ông là người liên tiếp đem quân đội của mình đánh phá hạng vũ quấy rối phía sau hạng vũ nhằm chia sẻ áp lực chiến đấu cho Lưu Bang. Ông cũng nhiều lần hỗ trợ Lưu Bang trong những chiến dịch lớn và tỏ ra trung thành với Lưu Bang. Anh bố cũng là một đại tướng đã phản hạng vũ đầu quân cho Lưu Bang, lập nhiều chiến công, chứng kiến cái chết hoàn ức của Bành Việt, lại bị Lưu Bang gửi cho hú mắm làm từ thịt của Bành Việt. Anh bố sinh ra sợ hãi, bèn phản lại Lưu Bang. Ông sau đó thua trận và bị người quen lừa giết hại, chặt đầu và dâng đến cho Lưu Bang. Còn một người cùng họ cùng tên với Hàn Tín đó là Hàn Vương Tín, để phân biệt hai người nên ông để thêm chữ Vương vào giữa. Mặc dù những thành tích của ông Lu Mở so với Hàn Tín nhưng sức mạnh của Hàn Vương Tín không hề nhỏ. Đặc biệt khi giao chiến với Hạng Vũ, Hàn Vương Tín là một trong số ít tướng lĩnh dưới trướng Lưu Bang có thể đánh một trận kéo dài với đối thủ. Lúc đó Lưu Bang đã hứa sẽ phong ông làm Hàn Vương sau khi đánh bại Hạng Vũ. Năm 200 trước Công Nguyên Lưu Bang đích thân mang quân đánh Hung Nô nhưng đã bị Hung Nô bao vây ông đã rất tức giận và cho rằng sự việc bị bại lộ nhất định là do Hàn Vương Tín đã thông đồng với hung nô. Nên vào năm 196 trước công nguyên Hàn Vương Tín bị xài vũ của nhà Hán giết chết. Trong sự kiện thảm sát này, chỉ duy nhất một người tránh khỏi tai họa đến từ Lưu Bang, đó là Trương Lương. Khi Hán đế Lưu Bang lên ngôi, tháng riêng năm 200 trước công nguyên, Lưu Bang phong thưởng cho các công thần. Hán đế nói, bản mưu kế ở trong màn trướng, quyết định sự thắng lợi ở ngoài ngàn dặm đó là công của tử phòng trương lương cho tự chọn lấy ba vạn hộ ở đất tề tuy nhiên trương lương một mực từ chối ông nói xưa kia thần khởi nghĩa ở hạ bì tới đất lưu thì gặp bệ hạ đó là trời đem thần giao cho bệ hạ bệ hạ dùng mưu kế của thần may mà có lúc chúng thần xin được phong ở đất lưu là đủ rồi không dám nhận ba vạn hộ sau khi chứng kiến việc hàn tín bị giết lại thêm việc thừa tướng là tiêu hà do mắc lỗi nhỏ cũng bị hạ ngục. Vốn nhìn thấu con người của hán cao tổ lưu bang, Trương Lương nhất định không nhận chức tước. Hán vương thấy Trương Lương cáo ốm, không chịu vào trầu. Trong lòng nghi hoặc, một hôm cho gọi Trương Lương vào chiều và dò ý. Chấm từ khi được tiên sinh chẳng khác nào như chim hồng thêm cánh. Nhờ tiên sinh mà chấm dựng nên nghiệp cả. Ý chấm muốn lựa một nước lớn phong cho để đền ơn tiên sinh. Trương Lương nói, thần từ khi theo bệ hạ vào đất quan trung, được nhờ hồng đức của bệ hạ làm nên đôi việc. Tuy nhiên, thần là kẻ áo vải, chân không mà được bệ hạ phong cho làm lưu hầu thế cũng đã cao sang lắm rồi, đâu còn giảm mong ước gì hơn. Sau khi đã được đội ơn dày của bệ hạ thần muốn xa lánh nhân gian, theo ông xích tùng tử tu luyện, nghiên cứu cái phép tịnh cốc làm kế trường sinh, sống một cuộc đời an nhàn cho thỏa thích. Hán đế Lưu Bang thấy Trương Lương có ý thành thực, bèn chuẩn y cho về dưỡng bệnh không nghi ngờ gì ông nữa trương lương từ đó đóng cửa không bước chân ra khỏi nhà thực ra xích tùng tử cũng chỉ là một cái tên do trương lương vẽ ra để che mắt lưu bang mà thôi về sau trương lương thường ngao du sơn thủy hưởng an nhàn có thể nói trương lương là người sáng suốt nhất trong các công thần của lưu bang ông được người đời sau sùng bái và xưng tụng là mưu thánh